Sáng ngày 28 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 nhằm chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Nghiêm Vũ Khải, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Thay mặt đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam kêu gọi các cán bộ, công chức, người lao động trong Liên hiệp hội Việt Nam tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của người Việt, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Dịch COVID đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và đặc biệt trong thời gian gần đây, nó đã diễn ra rất là khốc liệt ở tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức cái ngày để mà ủng hộ cái đợt chiến dịch này. Và tôi tin rằng là đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam sẽ ủng hộ rất nhiệt tình từ cái buổi phát động này. Viện Quản trị Doanh nghiệp BMI là cơ quan trực thuộc Liên hiệp hội khoa học Việt Nam và hai cơ quan thành viên của viện là trang thông tin điện tử Tầm nhìn .net và tạp chí Kinh tế Tập đoàn, với tinh thần là ủng hộ những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống COVID-19. Những bác sĩ, y bác sĩ và những tình nguyện viên đã hết lòng vì dân, vì sức khỏe cộng đồng. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Chủ tịch, mong rằng tất cả cán bộ, công nhân viên cũng như toàn thể hệ thống thuộc Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam trong toàn quốc hưởng ứng phong trào. Với tư cách nhà khoa học thì tôi rất ủng hộ đợt phát động của Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam về ủng hộ với chống dịch COVID-19. Thì tôi cho rằng đây là một cái đợt phát động rất có ý nghĩa và rất mong là cái tinh thần đợt phát động này được lan tỏa đến tất cả các nhà khoa học, và theo đó là những cái người dân ở các cái vùng mà chưa có dịch để ủng hộ các đồng bào ở vùng có dịch. Và cũng là một cái dịp để nhắc nhở những các người, các nhà khoa học là có ý thức vận động toàn dân với tinh thần phòng chống dịch để làm sao để nhanh chóng cho đất nước ta vượt qua được cái khó khăn, để đẩy mạnh cái phát triển, là đạt được hai mục tiêu, vừa phát triển sản xuất nghiên cứu học và vừa chống dịch thành công. Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp hội Việt Nam cho biết rất mong muốn nhận được sự đồng tâm, đồng lòng của các chi bộ trực thuộc, phát huy tinh thần đảng viên, chung tay giúp đồng bào ta trên mọi miền của Tổ quốc vượt qua đại dịch này. Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức đã nhận được số kinh phí ủng hộ là 150 triệu đồng tiền mặt, 80.000 chiếc khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm khác.